Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn và chào mừng anh chị trở lại với video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em vừa về chiếc xe Accent 2019, xe chạy được có mấy vạn cây số. Máy zin nó tổng thành xe sơn zin nó khoảng tầm 80-85%. Đây là chiếc xe mà hôm qua em mua về thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về cái nội thất và xem qua về cái ngoại thất của nó. Accent thì trong khoảng thời gian qua thì rất nhiều anh chị đã từng thấy được rằng là nó rất chạy trên thị trường vừa rồi. Có lẽ rằng là nếu như mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì thấy rằng là Accent nó là một trong những dòng xe mà thực sự là nó có lẽ là đứng top. Năm nay thì có lẽ rằng các bác thiên nhiều hơn về cái kiểu dáng hay sao ấy. Đây là một chiếc xe mà thực sự anh chị là nói nó cực kỳ mới luôn. Nó mới là bởi vì là từ trần, từ tất cả mọi thứ. Có chiếc xe này thì ngày hôm nay thì em lấy về, nhưng mà duy nhất thì có một điều đó là ở trước ấy các bác có thay một cái màn hình, nhưng mà nó là cái màn hình hôm nay nó bị chết, cho nên em vừa mới lại thay lại một cái, vừa mới lắp cả dây sim các thứ này. Con này ngày xưa nó bị chết mất màn hình rồi. Dòng xe này thì nó là một dòng xe 6 số anh chị nhá. Và anh chị có thể nhìn thấy bô lăng cổ số này. Đảm bảo chiếc xe này là một chiếc xe mà chạy cực kỳ ít và máy móc gầm bệ thì zin tuyệt đối. Chúng ta sẽ nhìn qua về cái phần khóa cửa và tổng thành xe này của nó rất là mới. Xét qua về phần ghế thì con này là gần như là chưa bọc bao giờ nha anh chị nhá. Có duy nhất có một bộ lót ghế nhưng mà nó sờm sờm, nó không được đẹp lắm, cho nên là hôm qua thì về thì em bỏ đi. Đấy, còn sàn 3D đủ mọi thứ. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu mà máy con này thì dần như là xe chạy cực kỳ ít luôn. Các bạn nhìn thấy xem. Đấy, xem máy này. Đó, thấy không? Từ con này thì về thì xe nó mới về, nhưng hôm qua thì em vừa mới cho đi đánh bóng qua. Tôi đánh bóng qua một xíu, một vài chỗ. Đánh bóng qua một vài chỗ là do đó là bởi vì là xe nó về nhìn nó sầm sầm đấy. Nhưng mà con này là anh chị nhìn thế này, sơn đấy của nó vẫn còn zin hết này. Đấy, một số nó xước cánh cửa này, sơn lòng trong và lòng ngoài. Nếu mà để nói tổng thành xe dọn thì cũng còn chưa có dọn rửa máy luôn đấy, máy của nó như vậy luôn chứ chưa có dọn rửa gì thật kỹ cả. Nỉ có cánh, có nỉ cánh của nó anh chị có thể nhìn thế này, không có một gì vết bẩn luôn. Cốp ở đây. Để lấy cốp này. Cốp rất là mới luôn. Toàn bộ cái phần dưới này được bác chủ bác ấy rất là cẩn thận. Chúng ta sẽ nhìn qua về cái phần cánh này. Nội thất này, chủ dán rất là kỹ. Xét qua về phần gầm thì chiếc xe này hôm qua em đi thì em chạy khá là thích gầm ở đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là phần gầm phía sau. Đấy, gầm đấy. Lốp thì một dàn lốp đời 2000, con này thì là một dàn lốp là các vì cái lốp dàn lốp cái đi nó cứng. Bác chủ xe bảo là nó cứng cho nên là bác ấy vừa mới thay một cái dàn lốp của con xe này. Nội toàn bộ phần khoang máy phía trong này. Cổ xả các bác nhìn thấy đây. Tất cả những phần bên kia nó còn chưa có bẩn nhiều nhá. Những cái cổ lái các bác nhìn này. Cổ lái zin ở những cái phần dưới này này. Đấy, phần dưới này. Cổ lái của nó còn không cả là có gì bẩn nhiều. Ắc quy và tổng thành gầm bệ con này đi rất là tốt. Toàn bộ về phần thứ nhất là kính lái cho đến kính phụ cho đến các kính sườn đều là nguyên một mã, đảm bảo xe 100% là không có bất kỳ một cái sự va chạm nào cả. Đèn đóm đầu trước và đầu sau là đều zin hết. Đây là cái video chia sẻ cho anh chị về một dòng xe Accent đẹp. Có rất nhiều người có thể quan tâm đến cái dòng xe này về giá đúng không? Con này thì giá nó có 365 triệu thì gọi là bao rút hồ sơ anh chị nhé. Bao rút hồ sơ, em mua chủ mã đầy đủ. Và nếu như mà chúng ta đi gia đình chiếc xe này thì nó là một điều tuyệt vời. Đặc biệt là đời 2019. Trước đây thì em có bán một số chiếc đời 2018, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì xe nó
con này thì nó một chiếc xe nó cứng, và bên cạnh nữa thì có lẽ rằng thời gian này thì xe nó cũng nó khá là thú vị, là thời gian này là xe nó giá nó mềm hơn rồi. Dạo này thì thời điểm gần đây thì xe nó mềm hơn, cho nên là nó sẽ là một cái điều mà giúp cho chúng ta mua có thể là đi Tết, sắm xe đi Tết, và đặc biệt là những chiếc xe như này thì lỗ nó ít đi rồi. Về cơ bản thì nếu mà để đi gia đình thì những chiếc xe như này thì nó khấu hao nó ít. Và đặc biệt là con này nếu các bác mua thì kể cả sang năm nay giá như giá thời điểm bây giờ thì giá là giá của sang năm luôn. Vì vừa rồi em bán được 2018 là đã giá này rồi, nhưng bây giờ 2019 với giá này thì anh chị có thể thấy rằng là chúng ta đi có thể là sang năm nữa thì nó có thể là sẽ không lỗ nữa. Thì đó là cái video chia sẻ anh chị về cái dòng xe Accent đời 2019. Cảm ơn chị theo dõi video và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo. Vâng, và nếu như anh chị mà có cái nhu cầu về các dòng xe hoặc là nhu cầu tìm hiểu về xe thì anh chị có thể đăng ký vào kênh, theo dõi vào kênh hoặc có thể comment, có thể bình luận, và anh chị có thể kích vào đường link bên dưới, hoặc có bên cạnh đó anh chị có thể là vào cái trang fanpage trên Facebook, đó là Ô tô Lê Mạnh, thì anh chị có thể là theo dõi và anh chị có thể là xem các dòng xe bên đấy, và cần tư vấn bất kỳ điều gì thì anh chị có thể gọi điện bốc máy lên số điện thoại ở trên màn hình, chúng ta sẽ em sẽ tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.